Mình cho quý vị nghe cái tờ báo của Thanh Niên nói như thế nào nha. Thưa quý Thưa quý vị, vị, ngày ngày 24 24 tháng tháng 7 năm 7 2023, năm 2023, thông tin tin từ từ cơ cơ quan quan an an ninh ninh điều điều tra, tra, Công Công an an tỉnh tỉnh Lâm Lâm Đồng Đồng cho cho biết, biết, đơn đơn vị vị đã đã ra ra quyết quyết định định khởi khởi tố tố bị bị can, can, thực thực hiện hiện lệnh lệnh tạm tạm giam giam đối đối với với ông ông Dương Dương Tuấn Tuấn Ngọc, Ngọc, 38. 38. Hai, gọi là ông Dương Tuấn Ngọc, quý vị thấy trên màn ảnh đó, Dương Tuấn Ngọc là người mà đeo mắt kiếng đó. Thì ảnh đã bị bắt giam rồi, là coi như là đã 20 ngày rồi đó, thưa quý vị. Mà ảnh bắt giam vì cái tội gì nhá? 8 8 tuổi, tuổi, quê quê ở ở huyện huyện Đức Đức Hòa, Hòa, tỉnh tỉnh Long Long An, An, hiện hiện ở ở xã xã Nam Nam Hà, Hà, huyện huyện Nam Nam Hà, Hà, tỉnh tỉnh Lâm Lâm Đồng, Đồng, về về hành hành vi vi làm, làm, tàn tàn trữ, trữ, phát phát tán tán hoặc hoặc tuyên tuyên truyền truyền thông thông tin, tin, tài tài liệu, liệu, vật vật phẩm phẩm nhằm nhằm chống chống phá phá nhà nhà nước nước Cộng Cộng hòa hòa xã xã hội hội chủ chủ nghĩa nghĩa Việt Việt Nam Nam theo theo tuyên truyền hả? quy Quy định định tại tại điều điều 117 117 Bộ Bộ luật luật hình hình sự sự năm năm 2015. 2015. Rồi, và bây giờ thì mình mời quý vị coi cái mà điều 117 nha. Điều 117 Bộ luật hình sự năm 2015. Mà mấy cái điều luật này đó toàn là sửa đổi hoài à. Làm luật mà kỳ cục vậy. Làm luật mà cái sửa đổi, thấy không? Sửa tên điều luật từ tội tuyên truyền nè. À, chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa là Việt Nam là thành là tội làm, tàn trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Một cái điều luật mà anh cứ sửa tới sửa lui hoài à. Rồi làm sao? Làm sao làm việc? Làm biết là anh đã làm những chuyện mà sai quấy rồi. Tuyên truyền cái gì? Người ta có quyền tự do ngôn luận ở điều 25 của Hiến pháp. Hiến pháp cho người dân có quyền tự do ngôn luận. Làm sao mà anh kết tội người ta là tội tuyên truyền được? Tại sao bên bên nước Mỹ nó cũng có bà Rosa Parks chứ? Đây nè, bà Rosa Parks tôi vi mới tìm đây nè. Đây là bà Rosa Parks nè. Đó, bà bị ở tù, mang cái số tù là 7053 nè. Tại sao? Tại sao bà không nhường ghế cho những người Mỹ trắng? Bà là một người hơi đen đen thôi, ngăm ngăm thôi. Mà bắt buộc bà phải mừng nhường ghế cho một người Mỹ trắng. Một cái luật lệ gì mà vô lý gì. Thành ra bà không đồng ý. Bà không đồng ý là bà không đồng ý nhường ghế. Thế là cảnh sát Mỹ phải bắt tù bà Rosa Parks. Đây là bà Rosa Parks. Bị bắt tù đó. Thì rõ ràng là cái điều này nó đi ngược lại cái điều 25 của bản hiến pháp. Điều 25 của bản hiến pháp là người dân có quyền tự do ngôn luận. Tự do ngôn luận làm sao mà phạt người ta tội tuyên truyền được? Bà Rosa Parks nhờ bà mà chỉ trích chính quyền Mỹ mà bà trở thành một người anh hùng. Tại vì cái luật, những cái điều luật nó tồi tệ, nó đi ngược lại với cái quyền của con người. Bây giờ điều 117 này nó cũng đang đi ngược lại với cái quyền của con người. Cái quyền tự do ngôn luận nó nằm ở trong hiến pháp á. Nó rõ ràng là như vậy. Mình đưa ra cái điều luật mà mình gọi là đè bẹp cái điều 25 của hiến pháp là mình vi phạm, mình vi hiến rồi. Người ta gọi là vi hiến là như vậy đó. Không thể nào mà bắt người ta về cái tội mà điều 117 gọi là vớ vẩn như thế này được. Rất là tàn nhẫn, một người thanh niên người ta yêu nước như thế này mà đi bắt người ta. Tại sao mà kỳ cục vậy? Đây nè, Đại Võ cũng lên Quan tiếng trọng nè. từ từ cải thiện mối quan hệ căng thẳng lâu nay với việc hoàn tất thỏa thuận mà đâu phải hội sẽ chấp nhận để tòa thánh có một đại diện thường trực tại đất nước cộng sản này. Reuters dẫn các nguồn tin cho biết thỏa thuận nêu trên có thể sẽ được công bố trong chuyến thăm Vatican vào cuối tháng này của chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, theo một quan chức cấp cao của Vatican và một nhà ngoại giao ở Hà Nội nắm rõ vấn đề. Chúng tôi hy vọng điều này sẽ đánh dấu một bước ngoặt. Quan chức cấp cao của Vatican bây giờ
ông Võ Văn Thưởng đó, ông cũng đi gặp Vatican đó, để mà Vatican cũng lên tiếng gọi là tố cáo những cái điều mà vi phạm về tôn giáo nè, vi phạm về quyền con người nè. Bây giờ bắt đầu TV cho quý anh chị em nghe đầu tiên nè, ông Dương Tuấn Ngọc nè. Thầy giáo dạy thực dưỡng trên mạng xã hội bị công an tỉnh. Người ta là thầy giáo thực dưỡng thôi, người ta dạy về cái cuộc sống để mà tránh bệnh tật. Người ta có tội tình gì? Người ta là có công cho cái đất nước này, cho cái đất nước Việt Nam, hiểu không? Phạt đưa cái tội mà tuyên truyền là một cái tội rất là vô lý. Người ta có đã có quyền tự do ngôn luận mà nó nằm trong hiến pháp nữa, mà bây giờ mình đi ngược lại với hiến pháp làm sao? Vô lý gì? Lâm Đồng bắt giữ khẩn cấp hôm 15 tháng 7 với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước theo điều 117 Bộ luật hình sự. Thấy không? Tuyên truyền chống nhà nước, nói chuyện mà nghe như vậy mà nghe được, đúng không? Quyền tự do ngôn luận của con người ở đâu? Cái đó trong cái bản tuyên ngôn quốc tế dân quyền người ta cũng phải tôn trọng, mà Việt Nam đó là một thành viên trong Liên Hiệp Quốc, người Việt Nam phải tuân thủ theo cái luật quốc tế. Luật quốc tế là quyền tự do ngôn luận, là bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền mà Việt Nam đã tham gia vào Liên Hiệp Quốc. Tại sao lại vi phạm như vậy? Cái quyền tự do ngôn luận của người ta mà. Người ta chửi tổng thống cũng được, người ta chửi chủ tịch nước cũng được, không có sao hết á. Đó là những người của công chúng. Người công chúng thì phải chịu cái sự mà thóa mạ của người dân. Người ta không thích thì người ta chửi thôi, làm sai làm quấy thì người ta chửi thôi. Ở đây bên Mỹ đây người ta chửi tổng thống Clinton, tổng thống nào đó làm bậy người ta cũng đưa lên người ta chửi nữa. Ở Mỹ đâu có sao đâu, có quyền tự do ngôn luận mà, tuyệt đối là phải tôn trọng chứ. Nó tôn trọng cái bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền chứ, đâu có mình chửi người ta gì, đâu có mà bắt người ta như vậy được, phải không? Nghe mà nóng trong lòng. Mà anh Dương Tấn Ngọc này là một người công dân rất là tốt nha, công dân rất là tốt. Cho VA biết rằng chồng bà đã chính thức bị công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ sau khi cả hai vợ chồng bị mời làm việc từ ngày 11 tháng 7. Dạ, thì ngày 11 tháng 7 thì Hay Ngọc được cơ quan công an bảo vệ xã mời lên. Và lúc mời lên thì họ cũng không có cho tụi mình biết về làm việc về vấn đề gì hết. Và từ ngày 11 thì vợ chồng mình là cách đi ra để cơ quan an điều tra họ hỏi câu hỏi có liên quan về thầy. Họ tịch thu các thiết bị điện thoại, bà Ngọc nói thêm, đồng thời cho hay rằng trong hai ngày làm việc, mỗi ngày bà được cho về nhà, nhưng chồng bà thì bị tạm giam. Đến hôm 16 tháng 7, thầy Ngọc nhận được biên bản giữ người trong trường hợp khẩn cấp và cơ quan công an đã mời bà lên để nhận quyết định này. Trong quyết định nói rằng, ông Ngọc đã vi phạm điều 117 Bộ luật hình sự và cơ quan công an cũng nói rằng ông đã đăng tải và chia sẻ các bài viết trên ứng dụng mạng xã hội có nội dung đả kích công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng. Bà Ngọc nói: chủ nghĩa xã hội là cái quái gì? Ở trên thế giới này làm gì có chủ nghĩa xã hội? Chủ nghĩa xã hội là cái gì? Đâu có ai biết chủ nghĩa xã hội là cái gì đâu. Mà bây giờ dẫn toàn dân lên chủ nghĩa xã hội mà hỏi chủ nghĩa xã hội là cái gì cũng không ai biết. Chỉ biết là chủ nghĩa cộng sản thôi. Nó là chủ nghĩa cộng sản, bể cai trị bể như mấy cái thằng Việt Cộng. Mấy thằng Việt Cộng theo cái chủ nghĩa cộng sản. Chứ nó chủ nghĩa xã hội là cái gì? Chủ nghĩa xã hội là xuống hố cả nước á. Cả nước đang sống nghèo đói về cái chủ nghĩa cộng sản á. Nó rõ ràng là như vậy. Chủ nghĩa xã hội là cái quái gì mà bắt người ta phải tự do hai. Thầy Tuấn Ngọc có nhiều bài nói chuyện phản ánh tình hình đất nước, trong đó nói nhiều đến tệ tham nhũng và sự quản trị yếu kém của nhà nước trước vấn nạn có nhiều nhóm lợi ích mà ông gọi là các mafia, từ tiền tệ, y tế, nông nghiệp, thực phẩm đến. Đúng vậy đó, toàn là một lũ mafia,
một lũ mafia mà cầm đầu bởi cái thằng Nguyễn Phú Trọng đó. Cái thằng đó nó độc ác vô song đi. Nó là cái thằng tham nhũng quyền lực. Thấy không? Nó làm hai nhiệm kỳ rồi. Mà cái điều 17, điều 17 trong nội quy của đảng đó là chỉ có làm việc hai nhiệm kỳ thôi. Mà nó vẫn tiếp tục, nó làm thêm nhiệm kỳ thứ ba nữa. Là làm sao? Là làm sao gì? Trong khi mà tuổi nó đã 80 tuổi rồi. Thấy không? Tham nhũng quyền lực như vậy, tại sao không bắt Nguyễn Phú Trọng? Tại sao không bắt Nguyễn Phú Trọng mà lại bắt một người yêu nước như thầy Dương Tấn Ngọc? Vô lý không? Để tôi nghe cái báo Thanh Niên này nó nói như thế nào. Đó, báo Thanh Niên này nè, tôi muốn nghe rõ nó nói nè. Theo cơ quan công an, thời gian qua, bị can Dương Tuấn Ngọc đã đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết, video clip trên mạng xã hội Facebook, YouTube có nội dung bóp méo tình hình thực tế, xuyên tạc phỉ báng chính. Người ta bóp méo cái gì cũng được hết á. Nhưng mà đó là cái quyền tự do ngôn luận. Người ta nói cái gì, người ta chỉ là một con người thôi. Một con người không thể nào mà làm cái gì được hết á. Tại sao phải sợ? Mình có một cái quân đội hàng triệu người, công an nhân dân hàng triệu người, tại sao mình không bảo vệ được mình hả? Tại sao mình phải sợ một người thanh niên như thế này? Một thanh niên 30 mấy tuổi như thế này mà phải sợ? Người ta đâu có cái súng nào đâu. Nói xấu xã hội chủ nghĩa. Xã hội chủ nghĩa nó làm nghèo đói dân tộc Việt Nam. Không nói xấu làm sao được? Người ta nói thật thôi chứ không phải nói xấu. Người ta nói thật, người ta biết rõ ràng như vậy. Và cả nước đều biết cái đó. Từ ngày mà năm 75 tới bây giờ đó, chiếm trọn miền Nam Việt Nam Cộng Hòa, chiếm trọn Việt Nam Cộng Hòa, bắt người ta đi học tập hàng triệu người. Rồi bây giờ cả nước phải đói, phải khổ. Thì người ta lên tiếng là đúng rồi. Đâu có cái gì mà làm sao mà xúc phạm được cái thằng Hồ Chí Minh. Cái thằng đó là thằng gián điệp giặc Tàu. Nó là gián điệp giặc Tàu, đó là người Tàu. Tại sao phải thờ cái thằng Hồ Chí Minh như vậy? Cái thằng đó nó mang lấy cờ của tỉnh Phúc Kiến, cờ của giặc Tàu, cờ đỏ sao vàng là cờ của tỉnh Phúc Kiến. Nó để nó làm người Việt Nam lấy làm cờ tổ quốc, cờ đã không? Không lên tiếng làm sao được? TV256 cũng nóng lòng, cũng muốn lên tiếng như vậy đó. Một cái thằng gián điệp giặc Tàu, không? Lấy cái cờ Phúc Kiến của giặc Tàu đem lên làm cờ nước. Rồi bây giờ bắt toàn dân phải tôn thờ cái cờ Phúc Kiến, phải tôn thờ cái tên mà gián điệp Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh tức là Hồ Quang, thiếu tá Hồ Quang của quân đội nhân dân Tàu. Rõ ràng như vậy. Bây giờ thế giới ai cũng biết hết á. Chỉ có những người trong nước bị bưng bít thông tin, thành ra không biết. Không biết cái lá cờ đó là cái lá cờ của tỉnh Phúc Kiến. Không biết đó là tên gián điệp giặc Tàu. Bây giờ bắt một người yêu nước như vậy, xúc phạm phải không? Xúc phạm lãnh tụ. Bây giờ đi bắt vô tù rồi cạo đầu người ta hết như thế này. Cái quyền tự do ngôn luận, đó là cái quyền của người ta, cái quyền con người của người ta. Người ta muốn để tóc dài kệ người ta, đâu có được mà cạo đầu người ta như vậy. Đó, mấy anh hành xử độc tôn độc tài, cái chủ nghĩa cộng sản nó làm nghèo đói cái đất nước Việt Nam này, mấy anh không thấy hay sao mà mấy anh còn tiếp tục mà bắt giam những người yêu nước? Biết bao nhiêu rồi, biết bao nhiêu người yêu nước các anh bắt giam rồi. Đã thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ liên quan đến hành vi phạm tội của bị can Dương Tuấn Ngọc và xét thấy hành vi phạm tội của bị can Ngọc là nguy hiểm, xảy ra trong thời gian dài, cần thiết phải xử lý hình sự. Một người không có thể nào mà nguy hiểm hết á. Tại vì các anh đó là làm bậy, thành ra toàn dân đang chống cách anh, chứ không phải mình thầy Dương Tắc Ngọc, Dương Tuấn Ngọc đâu. Toàn dân đang chống chủ nghĩa cộng sản, bởi vì nó mang đến nghèo đói cho đất nước này. Đơn giản như vậy thôi. Để đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật, các quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam nghiêm minh á,
là phải thi hành cái điều 25 của bản hiến pháp, quyền tự do ngôn luận, cái đó mới là nghiêm minh. Các anh dùng cái điều luật mà nó vi phạm vào hiến pháp, mà hiến pháp do các anh đặt ra nữa, các anh phải lưu manh không? Tuấn Ngọc đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lâm Đồng phê chuẩn. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra mở rộng nhằm xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Những thông tin mới nhất sẽ được Báo Thanh Niên liên tục cập nhật tại thanhniên.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị đang theo dõi. Quý vị cũng đừng quên bấm like. Nghe là phát nóng rồi. Nghe là phát nóng rồi. Đây nè, bộ luật hình sự như thế này mà nó vi phạm vào cái điều 25 hiến pháp. Rồi quý vị thấy không? Trước mặt quý vị đây nè, hình đây là hình ảnh của cô Rosa Parks nè. Cái này nó tiếng Mỹ, thành ra TV quên đi. Chứ nếu mà TV có thể dịch ra mất thì giờ. Nhưng mà đây là hình ảnh cô Rosa Parks mang cái số tù 7053 đây, về cái tội cô không nhường cái ghế cho người Mỹ trắng. Đó là luật pháp bất nhân. Luật pháp bất nhân ở bên Mỹ đã từng xảy ra như vậy. Và cô đây là trở thành người anh hùng của nước Mỹ. Tại vì cổ bị tù và cổ luôn luôn chống những cái điều mà bất công như vậy. Bất công giống như điều 117 vậy đó, là cái luật bất công. Và cổ bây giờ cổ trở thành người anh hùng của nước Mỹ. Bà Rosa Parks nè. Đó, bà không nhường xe bus nè. Quý vị thấy cái xe bus này không? Đó, xe bus này đó, chở gọi là Mỹ trắng được ngồi thôi, chứ Mỹ đen không được ngồi. Mà bà cũng đâu có đen, không, bà hơi hơi đen đen thôi. Mà cũng không có cách gì mà cấm người da đen không được ngồi. Nó quá bất công, cùng là một người Mỹ. Mỹ đen, Mỹ trắng gì cũng là Mỹ thôi. Tại sao mà phân biệt cái màu da như vậy? Và rốt cuộc bà trở thành người anh hùng của nước Mỹ. Tại sao nước Việt Nam không có làm như vậy? Không có làm như vậy. Phải tôn trọng những cái người mà người ta phản đối. Coi người ta phản đối có đúng hay không. Nếu người ta đúng thì phải tôn trọng người ta. Phải không? Không có được bắt người ta. Làm sao mà bắt thầy Tuấn Ngọc mà vô lý như vậy? Quá tàn nhẫn như vậy. Một con người mà thanh niên yêu nước như thế này. Thấy không? Dẹp bỏ cái lá cờ của Trịnh Phúc Kiến đi. Đó là điều sai trái đó. Dẹp bỏ đi. Cờ của Trịnh Phúc Kiến không thể nào chúng ta gọi là thờ đội trên đầu được. Đó là cái biểu tượng tội ác. Cờ đỏ sao vàng là cờ của Trịnh Phúc Kiến, biểu tượng tội ác. Và biểu tượng tội ác thứ hai là tên gián điệp giặc tàu Hồ Chí Minh. Nó là thằng giặc tàu. Nó không phải là người Việt Nam. Đủ cái bằng chứng để cho nó là một thằng giặc tàu. Đúng không? Đó, bây giờ TV cho quý anh chị em coi tại sao TV nói nó là thằng giặc tàu. Đúng không? Xin lỗi. Mình muốn làm nhưng mà để coi. Trời, đánh cũng sai hoài. Sao nó không có ta? Đây nè, cho quý vị coi nè. Đó, tử huyệt của Đảng Cộng sản Việt Nam đó. Đó, cái đá là đó. Thấy lá cờ của Trịnh Phúc Kiến không? Đó, lá cờ của Trịnh Phúc Kiến đó. Nó là nguồn gốc từ Trịnh Phúc Kiến của giặc tàu.
Đó là của tỉnh Phúc Kiến của giặc Tàu. Đường đây là Hồ Chí Minh đây nè. Đó, Hồ Chí Minh là có phải là gián điệp Trung Cộng hay không? Đây là bài viết đủ bằng chứng để tố cáo Hồ Chí Minh là một tên gián điệp giặc Tàu. Nguyễn Ái Quốc đã chết năm 1933 rồi, trong nhà tù Hồng Kông rồi, vì cái bệnh ho lao rồi. Đâu mà tự nhiên xuất hiện ra một cái người gọi là mang tên Hồ Chí Minh rồi nói là Nguyễn Ái Quốc được. Đây nè, rõ ràng Hồ Chí Minh chuyên môn bận áo Tàu giống như Chu Ân Lai nè, giống như Mao Trạch Đông nè. Nó cùng dòng họ với nhau, giặt Tàu với nhau thì nó bận áo như vậy thôi. Nó viết tiếng Việt nó không rành, toàn là viết bằng cái ngôn ngữ phiên âm của quốc tế không à. Nó đâu có rành tiếng Việt đâu. Chết trong nhà tù Hồng Kông đó nè. Đó, đây là cái bằng chứng chết trong nhà tù Hồng Kông nè. Chết ở Hồng Kông nè. Thấy không? Trong cái cuốn mà từ thực dân đến cộng sản của ông Hoàng Văn Chí viết á. Thấy không? Làm sao mà có người mà chết năm 1933 nè. Ghi vào mật thám pháp, ghi vào hồ sơ Nguyễn Ái Quốc đã chết ở tại Hồng Kông nè. Bằng chứng sách vở người ta đã ghi như vậy, làm sao mà chối gạt được? Không có một cái người nào mà kỳ cục như vậy. Tự nhiên xuất hiện ra một cái tên Hồ Chí Minh nè. Hồ Chí Minh mà viết trong cái bài gọi là Địa Chủ Ác Ghê nè, lấy tên là CB là của bác đấy nè. Trời ơi, mình nghe cái này mình rùng mình luôn á. Địa chủ ác ghê đó. Địa chủ ác ghê đó nha. Không có một bằng chứng nào hết. Tự nhiên nói người ta là giết 200 mấy chục người. Nói bà Năm đó, bà Nguyễn Thị Năm đó là giúp đỡ cho người Hồ Chí Minh mấy trăm lượng vàng đó. Mà rốt cuộc bắt bà Nguyễn Thị Năm đi xử bắn. Bà Cát Hành Long đó. Bà Cát Hành Long đi xử bắn một cái con người mà Hồ Chí Minh nó tàn nhẫn như thế nào không? Nó tàn nhẫn vô cùng luôn á. Thế không? Hồ Chí Minh nó cầm cái viết như vậy nè. Nó cầm giống như cầm cái quả sơn gì đó. Nó quen với viết chữ Tàu rồi. Thế không? Nó rõ ràng như vậy. Nó là Nguyễn Ái Quốc nè. Nguyễn Ái Quốc khi xưa đó là có thắt cái cravat nè. Thấy không? Chuyên môn bận áo, có từ hồi mà mang cái tên Hồ Chí Minh nó có thắt cravat lần nào không? Không có. Không có. Cái rạng đổi năm Ất Dậu cũng vậy nè. Tất cả là do cái chủ nghĩa cộng sản ngăn sông cấm chợ, thành ra người ta mới đói thôi. Chứ con người ta đói, người ta đi về Nam là người ta sống thôi. Không có ai mà phải chết đói hết. Nhưng mà ngăn sông cấm chợ không có cho đi. Không cho đi thì phải đói rồi. Cả nước là muốn đi hết á. Đi về miền Nam chứ tội giả gì đói. Đó, chế độ cộng sản có dám thử DNA xác của Hồ Chí Minh không? Hồ Chí Minh không phải là người Việt. Khẳng định như vậy đó. Còn lá cờ này là lá cờ của tỉnh Phúc Kiến rõ ràng đây nè. Cái lá cờ của tỉnh Phúc Kiến nè. Đó, Đường Quốc Cường đóng vai Mao Trạch Đông nè, trong cái phim mà Trường Chinh nè. Đó, trong cái phim Trường Chinh nè, giặc Tàu nó vậy đó. Rõ ràng như vậy đó. Đủ thứ tài liệu hết đó. Đủ thứ tài liệu để mà chứng minh Hồ Chí Minh là tên gián điệp giặc Tàu. Và đủ tài liệu để chứng minh cái lá cờ đỏ sao vàng là cái lá cờ của tỉnh Phúc Kiến. Tỉnh Phúc Kiến, cái sao vàng mặt, sao này nó đổi lại thành sao vàng không có mặt. Nhưng mà nguồn gốc nó là cũng vậy. Nguồn gốc của nó là cũng là cờ đỏ sao vàng. Đâu có chạy gì được. Thấy không? Nó trở thành một cái ngôi sao của Đại Hán, của Việt Cộng, của Trung Cộng nè. Thấy không? Thấy không? Việt Cộng chỉ biết làm nô lệ cho giặc Tàu. Hình ảnh người dân người ta ghi như vậy đó.
rồi làm sao nói được. Cái lịch sử mình phải học lịch sử, mình phải hiểu gì lịch sử. Mà cộng sản là chuyên môn là che giấu cái lịch sử, rồi làm sao được. Tức chứ. Mình thấy nước Mỹ có Rosa Parks mà ngày hôm nay nước Mỹ cũng phải cần quá những người anh như anh Dương Tuấn Ngọc. Những người như Dương Tuấn Ngọc. Sự thật đó, ba cái bộ luật hình sự là bộ luật gọi là nó đâu có khác gì mà bộ luật mà không cho người Mỹ, gọi là không cho người Mỹ da màu Mỹ đen mà ngồi ghế xe bus không? Nó cũng bất công y như vậy đó. Bộ luật mà bộ luật hình sự mà một điều 117 nó cũng bất công y chang như cái luật mà không cho người Mỹ đen mà ngồi xe bus đó. Nó bất công như vậy đó. Trong khi mình có gọi là mình có rõ ràng là quyền tự do ngôn luận ở điều 25 hiến pháp mà. Hiến pháp đã đưa ra rồi, tại sao mình đặt ra luật để mình cản trở cái điều hiến pháp gì? Hiến pháp nói rằng con người Việt Nam có cái quyền tự do ngôn luận thì mình phải dựa theo hiến pháp mình làm luật, chứ không phải mình làm luật rồi mình làm luật con rồi mình hãm hiếp luật mẹ như vậy. Mình luật con mà mình phải diễn giải ra cái luật mà quyền tự do ngôn luận như vậy. Bây giờ hiến pháp có quyền tự do ngôn luận thì mình phải diễn giải ra luật con, là luật con nó phải dựa theo cái luật mẹ. Ừ, quyền tự do biểu tình, tự do ngôn luận đó nó bắt buộc là phải như thế nào, thấy không? Giống như quyền biểu tình đó là phải đi hàng 2, hàng 3 hoặc là đi hàng năm, hoặc là biểu tình là phải có trống. Đặt luật ra gì? Đặt lược sao? Nó là cái quyền thiên nhiên của người ta mà đâu có đặt luật ra để cản trở được. Biểu tình là biểu tình thôi. Tự do ngôn luận là tự do ngôn luận thôi. Tại sao đi cản cái quyền tự do ngôn luận, là nói là phải xâm phạm với nhà nước, xâm phạm quyền lợi ích của nhà nước. Làm sao mà định nghĩa được cái đó là xâm phạm? Cái đó là tốt cho nhà nước, khi mà người dân chỉ trích nhà nước, đó là điều tốt cho nhà nước, để mà nhà nước thấy người dân phản đối và biết mình sai lầm, để mình sửa cái điều luật cho nó thích hợp. Đó là những người yêu nước. Tại sao mình không nghĩ đó là những người yêu nước, mà mình cứ hỡi nghe ai mà tự nhiên rồi là chống cộng sản là cỡ như bị ở tù à. Mà cộng sản là mang đến tai họa cho toàn dân. Còn bao nhiêu nước cộng sản nữa đâu? Đâu còn đâu. Một Bắc Hàn nữa là đói chết mẹ luôn. Rồi một Fidel Castro Cuba cộng sản cũng đói chết mẹ luôn. Việt Nam cũng đói chết mẹ luôn. Thằng Trung Cộng nó cũng đói chứ đâu có phải là nó sung sướng gì đâu. Tại sao phải theo cộng sản như vậy? Theo cộng sản là bắt hết tất cả những người yêu nước như vậy được. Làm sao mình chấp nhận được? Thành ra mình phải lên tiếng chứ. Mình tức là mình cũng phải lên tiếng à. Mình chịu không nổi. Sự thật chịu không nổi đó. Biết bao nhiêu người yêu nước chứ không phải là... Mà cái bị bắt à. Bị bắt, bị tù đày à. Biết bao nhiêu người yêu nước vậy đó. Để mình cho quý anh chị em nghe, coi là biết bao nhiêu hình ảnh mà mình tức chứ. Đây nè, mình sẽ cho coi những cái hình ảnh mà bao nhiêu người bị bắt giam nè. Trời ơi, bắt biết bao nhiêu người rồi, còn bây giờ bắt thêm nữa, cứ bắt thêm không à. Quý vị thấy cái người mà đây nè, biết bao nhiêu hình ảnh đây nè. Đây nè, hình ảnh số 1 nè.
Đó, đó là hình ảnh số 1 đó. Không thấy rồi. Không thấy. Không thấy, xin lỗi. Mình bỏ lên không được. Tức gì đâu. Tưởng đâu bị bắt về cái tội mà tội mà hình sự như thế nào chứ. Bắt về cái tội mà tuyên truyền chống nhà nước xã hội chủ nghĩa. Một người công dân tốt như vậy đi nói tuyên truyền chống nhà nước xã hội chủ nghĩa rồi bắt người ta. Bắt giam người nào người nấy cả chục năm, 8 năm, 10 năm. Nhất nhật thiên thu. Nhất nhật tại tù thì thiên thu tại ngoại đó. Một ngày ở trong tù là bằng 1.000 năm ở ngoài đó. Người ta đau khổ chứ cỡ nào không? Giờ vợ con người ta làm sao? Mấy ông đó đâu có thấy cái điều mà khổ sở như vậy. Mà phải những người tội hình sự mình không nói nha. Toàn là những người yêu nước không à. Toàn là những người yêu nước rồi bị bắt nè. Thử hỏi không tức sao được. Đây Đài Voa nó lên tiếng, người ta đánh rồi làm gần 2.000 người, người ta giơ ngón tay lên. Toàn là cái thứ cộng sản mà hại dân, hại nước không à. Thôi TV xin cảm ơn quý anh chị đã lắng nghe nha. Nói với mình xin lỗi chứ mình thấy nhiều người mà yêu nước bị bắt như vậy mình nóng lắm. Mình tức lắm. Tức vô cùng luôn á. Thành ra mình phải lên tiếng thôi. Cảm ơn quý anh chị đã lắng nghe ha. Chào quý anh chị.